Hello, xin chào tất cả các anh em trong giờ kiểu chạy lôi nhé. Chạy lôi nhóm bạn chạy nơi tháng ngày tì đập pi nhé. Ngày tì đập pi về tháng ngày, năng ngày miên mà đẻ sấy nó cái tham ôn sấy kê. Kê mặt phơi cả đá nam ấy ở nhóm chân á năng ngày chân nhóm chạy nhóm chạy ngày tì đập pi hay cái nhóm bạn phải hai nhóm chợ tập pi ở tết đây. Nhóm cái hiện xe lôi chân á nhóm chợ pi ở tết. Chân ở nhóm thử son với chân á bàn tay cái nông gạ kẹo đấy nó cứ quạt bánh lôi ở nhóm tay mà quan của nó vậy. Nhóm chạy pi quan nó quạt đỏ ca prạ mà rồi tập bát á. Hai nhóm chợ tay chủ nuốt cả lá khai. Bàn tay bà cái nông gạ đấy tha ở không cũng rộp biệt tất năng này trong chay á cứ thở ngay tìm một phay của mũi bạn trong thở xong và đa toàn đang ngay tìm một phay của mũi ai ngay nít đôi chuyện ngay mà anh thì ngày nít ngay một phay mũi hai một pho hụt nhom nát ngày nít ngay một phay mũi hai pho hụt nhom chạy xa thì là anh chẳng để anh pho cứ kho cho bạn nãy em miên thử miên sức mau và mát vô hụt thọt nhom mà pho hay là xa anh nhom chưa mà đưa đã miên mục mà đẹp là miên mục ngoan được không sống cùng tài nát nhom chưa đã làm mà đẹp đã hay là anh mà pho thua mát nhom chẳng nát hay sống khánh lối à toàn đang ngay thở xong này năng ngày lôi ở miền đó ngày thử son ngày hai nhóm đôi nhóm đẹp chân bà sân chị đó ngày thử son ngày tìm một phay của mũi nắng nhóm mặt miền khủng pi toàn áo cả nhóm son và đỏ hai đây cả nhóm son thẻ mũi toàn nhóm có nhóm thử son thẻ mũi mà toàn hơn cả nhóm băng ca ai ai chân cái nát tai bà sân chị không cạn lấy nhóm kịch quay áo son chầm để anh pho hủ nhóm nát hai hưởng chay lôi ở miền đẹp toàn cho mũi nắng để anh mau mà lột nhóm mày bị khóc nè hưởng chay lôi này anh thử thơ sport nam chay lôi ở nhóm hai pho đấy để anh mà hỏi nhóm cả đà thiệt mong pi bằng bay dục mặc pi mặc bay dốc nhung miên chà bằng áo na mặc pi mặc bay dốc máu hai bàn đặt nằm nhung nhung phèp hai nhung mặt trong phật tẹt tật nâng ai nhung phật hậu cô đặt tật đại ai nhung phật nhung hai nhung mặt phật tật nâng tê nó bị chọi nhung là áo cả lá kèo cả lá ải à chan chỉ cần dơ nó ngắt đặt áo cả lá chan chỉ cần nó bị chọi nhung phật hay là bình tẹt và toa mau nhung phòng dừng ngắm một cái chân nơi chết đấy nhung từng coi kiên khẻ từng coi kiên khẻ cả liệt khăn đấy tiền nhung mau tiền nhung mau ở phong dạy kê tên mà sai dạy kê nhưng mà đang ngay phong châu cho mọc nhung á phong phi sợ nhóm tay và đầu nhóm sơ do mòn nè tặng ác niên á nhóm dậy nấy cứ chạy ca bật nhóm mà miên bật đật ấy xong bay ta mặt tay đập về nhóm sơ về nhóm đâm luôn láng nhưng mà trong bò sẻ ấy quả thắp về nhóm đâm luôn láng vậy vậy bị hô pê á hay hay sầm khăn nhóm trong vậy thanh trẻ hạt ấy chạy lối dân thở thơ cả đạt nam thầm thở chạy lối á miên thở chạy lối do luôn mặt đau đô ấy nhóm chạy lối này ai nhóm xong lối này ai hay phải này ai mà thở do luôn nhóm mà trong ban luôn nhóm hai ba sờ lạnh ưu thì ho và hai sờ lạnh nhóm hãy đây mình tạm nhai trong cơm tam sừng đũa tới trong bánh đặt tham lại chân tại trong thời trang ấy đã nhông thở ấy nhông chia mà được sấy này anh chia mà được phò hai bạn để sai này anh bạn để sai than này anh nâng ở bàn thôi trong này anh hiên từ sập nơi bỏ đong ca hả hiên sập mùi nhông mấy sẽ mềm nhông nhông hiên sập bạn nhông hiên sập bạn hãy đặt thu đặt thẻ mà bị một mặt mà được dơ ngắt thôi ấy luôn ai đâm luôn ai nhưng ai cả họ nhẹ là tây thân này mà được tu tư bàn tay nhưng cả họ luôn ai ba này nhưng mà miên nhưng mà trong bọ sẻ ấy chờ nên vậy chờ không chờ ta vậy để nhầm gì ấy nhưng mà miên cả họ nên nè các anh ấy xông bay tại mà biệt nè tại nè các anh ấy trong chưa đâu mình chưa nhưng mà bọc không chết đi hay nè các anh ấy mà đang thay nhung chim được thỏa mà nhưng mà che lẹ ấy nhưng mà che lẹ là bạch ấy đi kê và nhóm dậy mà trăng này trong con này các anh ấy con